Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Một vài năm gần đây thì đào Giáng Huyền có lẽ không còn xa lạ với người dân thủ đô và các tỉnh phía Bắc. Tại Buôn Ma Thuột thì đào Giáng Huyền cũng đang trở thành xu hướng được nhiều người yêu thích và đặc biệt là trong dịp Tết Giáp Thìn này. Vâng, đào Giáng Huyền có nét mềm mại duyên dáng kết hợp vẻ đẹp tươi thắm của những cánh đào, góp phần mang đến sự tươi vui đầu năm mới cho gia chủ. 24 giờ cùng DRT hôm nay sẽ dạo qua chợ hoa Tết Buôn Ma Thuột để cập nhật xu hướng này đến quý vị và các bạn. Để nhân dân đón Tết an lành. Giá cà phê tăng, người vui, người buồn. Độc đáo thịt gác bếp ngày Tết của người Thái. Nét đẹp cuộc sống, du xuân trên thành phố cà phê. Kiến thức cuộc sống, ăn uống ngày Tết, những lưu ý quan trọng. Trong khi thị trường hoa Tết tại thành phố Buôn Ma Thuột năm nay khá ảm đạm, thì tại một góc phố bày bán đào Giáng Huyền mini trên đường Trường Chinh thành phố Buôn Ma Thuột lại tấp nập người mua. Bởi theo nhiều người, đào Giáng Huyền ngoài sự độc đáo, lạ mắt, còn mang nét đẹp nhẹ nhàng uyển chuyển tượng trưng cho sức sống mãnh liệt vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Thì cái vụ Tết năm nay thì em mang cái giống đào đây thì mới, năm nào cũng lượng khách cũng tương đối là được. Nói chung là khách mua cũng đa số là cũng bình quân là đào hơn năm ngoái. Cũng theo anh Phạm Văn Đức, mùa hoa Tết năm nay anh vận chuyển 900 cây đào Giáng Huyền mini từ Hải Dương về Buôn Ma Thuột để bán. Để có cành đào huyền, khi trồng anh phải ghép mắt đào, sau đó kỳ công uống theo Giáng Huyền mình muốn và phải sâu từ 2 đến 3 năm mới có thể đem bán. Và đào huyền mini được bán với mức giá vừa phải, nên chỉ trong 3 ngày anh đã bán được trên 600 cây với giá dao động từ 300 đến 350 ngàn đồng một cây. Mọi người chơi thì đa số người ta thích cái dáng nó lạ, nghe nó đẹp, để không ra nhà thì thật ra là nhiều người ta phong thủy người ta nghĩ là mang cái dáng này nó về nó đem lại cái tài lộc cho gia đình. Phong thủy thì người ta nghĩ thế, còn những người chơi người ta có cảm hứng thì người ta thích chơi, người ta thấy dáng hay hay đẹp người ta chơi. Được biết, đào Giáng Huyền đã xuất hiện trên thị trường Buôn Ma Thuột khoảng 2 năm trở lại đây, nhưng năm nay đây là mặt hàng được nhiều người săn mua nhiều nhất. Những ngày qua, nhiều người dân từ các miền xa về quê ăn Tết đã nhận được những món quà từ tay các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi có về quê ăn Tết, đi đường thì mấy anh công an tặng quà và mấy anh công an nhắc nhở chúng tôi là đi xe đường cẩn thận. Từ ngày 3 tháng 2 đến nay đã có hơn 1.600 xuất quà gồm nước uống, khăn lạnh, bánh mì và mũ bảo hiểm được trao đến tay người tham gia giao thông trên đoạn đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 26 đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông còn tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Nhằm hỗ trợ người dân và chia sẻ những khó khăn của người dân đi lại với quãng đường xa, chúng tôi cũng hỗ trợ cho người dân một phần quà để giảm bớt những khó khăn cho người dân. Đồng thời qua đây thì chúng tôi cũng tuyên truyền cho mọi người dân biết những đoạn đường thường có nguy cơ để xảy ra tai nạn để mọi người được biết phòng tránh cho bản thân mình và những người tham gia giao thông trên tuyến được an toàn. Cùng với việc hỗ trợ người dân về quê đón Tết, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác nhằm giúp cho người dân đón Tết an lành. Kinh doanh trong lĩnh vực cà phê trên 20 năm, chứng kiến không ít doanh nghiệp đại lý tuyên bố phá sản rời khỏi thị trường sau những lần biến động giá, chủ yếu là giá xuống thấp. Đây là lần hiếm hoi giá cà phê tăng đột biến, song trong niềm hân hoan của đông đảo nông dân thì doanh nghiệp lại thấp thỏm không yên. Năm nay là khi mà người dân và đại lý người ta thấy cái mức độ cà nằm khung 55, 57, 58 thì thấy quá cao rồi là người ta chốt bán trước. Thì tới vào thời điểm khi mà vô vụ mùa rộ vào khoảng tháng 12 là giá tăng đột biến. Thì một số người dân khi mà ví dụ người ta bán 5 tấn nhưng khi thu còn có 2 tấn rưỡi mà người ta đã bán trước cho đại lý 5 tấn. Thì là người ta cũng trả cho đại lý ít rồi người ta xin lại thì cái giảm cái lượng nữa. Rồi phần đại lý không thu được, không trả cho doanh nghiệp được. Đâm ra là kéo tới rủi ro là doanh nghiệp phải mua bù lỗ cho công ty nước ngoài. Giá cà phê biến động từng ngày, nhưng giao dịch cà phê giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước dựa trên mua bán trên hợp đồng đã ký, sau đó mới giao hàng. Giá tăng vượt ngoài các phân tích khiến doanh nghiệp bù lỗ là dễ hiểu. Nhưng khó hơn là việc người dân, đại lý có tâm lý chờ giá cao thêm, không bán ra, khiến doanh nghiệp không mua được hàng, không có hàng giao. Đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp. Hiện nay là tuy giá cao nhưng lại là tình hình khó khăn cho các nước xuất khẩu. Tại vì đôi lúc là một số nhà xuất khẩu đối mặt với sự thiếu hàng, không đủ hàng để giao.
Những ngày này, trong khi nông dân có cà phê đã tạm gác công việc trong năm để chuẩn bị đón Tết, dường như càng làm cho cà phê tăng giá chạm ngưỡng 80.000 đồng trên 1kg nhân xô tại Đắk Lắk. Giá cà phê tăng nhanh đột biến nhiều tháng nay mang lại niềm hân hoan cho đông đảo nông dân, song lại là nỗi ám ảnh chưa từng có của các đại lý, doanh nghiệp khi đang kinh doanh trong lĩnh vực này. Đây là 2,2 sào nhãn Hương Chi của gia đình anh Hoàng Văn Than và chị Hà Lan Nie ở xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Dự kiến trong mùa thu hoạch này, gia đình anh chị sẽ thu được hơn 6 tấn nhãn, sau khi trừ chi phí sẽ có lời gần 100 triệu đồng. Con số này cao gấp 3 đến 4 lần so với 2,2 sào vườn tạp trước đây. Có được kết quả này là nhờ sự tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cũng như sự mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ cách làm của gia đình. Tìm tòi học hỏi để mà làm chứ. Rồi mình phải kiếm con đường nào mà nó hiệu quả kinh tế thì mình làm. So với cái lúc mà còn cà phê với lại tiêu ấy, thì nó vẫn hiệu quả kinh tế vẫn cao hơn, vẫn thu nhập vẫn ổn định hơn. Tôi từ đó thì vừa áp dụng khoa học kỹ thuật, vừa nhân rộng các mô hình thực tế, có nghĩa là các mô hình thực tế vườn anh A, vườn anh B này, để vừa hội thảo, vừa tuyên truyền, vừa dẫn đến, có nghĩa là cầm tay chỉ việc, mắt thấy tai nghe đấy, để cho bà con thấy cái mô hình đó và cái cách làm như vậy để cho bà con áp dụng cái mô hình làm tốt cái hiệu quả kinh tế. Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm đã góp phần giúp tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trong năm 2023 giảm được 1,75%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm 3,5%. Hiện toàn tỉnh còn 9,19% hộ nghèo. Hai ngày tham gia chương trình Xuân Tình Nguyện tại xã vùng sâu vùng xa của huyện Chư Mờ Ga, em Hoàng Nguyễn Ngọc Tiên, sinh viên năm 2 trường Đại học Tài nguyên thấy vui và ý nghĩa vì đã mang niềm vui tiếng cười cho những em nhỏ nơi đây, giúp các em có một mùa xuân an lành, vui vẻ. Lần đầu tiên có cơ hội được tham gia chương trình lần này, và khi trong quá trình tham gia thì em học được rất là nhiều điều. Tất cả mọi người dân và các em nhỏ ở đây đều là những điều mà em chưa từng học được, và lần này là em có cơ hội được tham gia chương trình để em chứng kiến được các bạn nhỏ và các hộ gia đình ở đây rất là khó khăn, và em muốn góp sức của mình vào cái công tác tình nguyện. Đối với một số sinh viên, lịch trình hoạt động tình nguyện trong những ngày giáp Tết khá dày. Tuy nhiên các em không lấy đó làm vấn đề, vì ai cũng tự tin với sức trẻ, nhiệt huyết và sự nỗ lực của bản thân. Như mọi người đã thấy thì buôn ở đây thì mọi người rất là khó khăn, và em rất là vui mừng khi là được vinh dự, khi là đã được về đây để mà giúp đỡ bà con ở đây có một ngày thật là vui vẻ và thật nhiều phần quà dành cho các em và phụ nữ nơi đây nơi này ạ. Có thể thấy với những người trẻ tham gia công tác thiện nguyện không chỉ với tinh thần xung kích, tình nguyện mà còn là niềm vui, là trải nghiệm. Những món quà dịp cuối năm tuy không mang nặng vật chất, nhưng hơn hết là sự sẻ chia, động viên và khích lệ để mỗi người có thêm niềm tin, ý chí và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, mang đến một mùa xuân ấm áp, một cái Tết nghĩa tình và trọn vẹn yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, ẩm thực của đồng bào Thái rất phong phú, đa dạng với nhiều món ăn đậm đà bản sắc dân tộc. Trong đó không thể thiếu món thịt gác bếp, một món ăn được chế biến từ thịt trâu, bò, heo, được hun khói để bảo quản và dùng dần. Và thịt gác bếp thì nổi rõ vì ngọt dai của thịt cùng với mùi thơm từ khói củi, vì cay nồng của tiêu ớt lại hòa quyện với hương mắc khén, thơm đậm đà. Vâng, nói đến đây thôi thì tôi cũng đã cảm thấy là muốn thưởng thức cái món thịt gác bếp này rồi. Và ngay bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi cùng tìm hiểu nghề làm thịt bò gác bếp của chính người đồng bào Thái tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột nhé. Thì mình lấy thịt đùi là chủ yếu, là lấy cái thanh dài của nó để mình làm thì nó mới có sứ dài, thì mới ăn nó mới ngon. Đó. Thì nó ngọt thịt hơn. Hương vị đặc trưng của người Thái là chủ yếu là hạt dổi mắc khén. Rồi gừng thì cũng lấy gừng núi đá ở phía Bắc về tự mình trồng. Mình tẩm ướp cho coi như là cỡ 2 đến 3 tiếng. Tẩm ướp mình để cho nó gia vị ngấm thì mới ngon được. Thì mình bắt đầu mình mới cho gác vào bếp như thế này. Bây giờ thì không có khói như ngày trước nữa. Thì mình làm khép kín lại. Mình cho vào lò như thế này. Rồi mình khép kín lại thì thịt của mình cũng chuẩn như ngày trước thôi. Buôn Ma Thuột 2024, một mùa xuân mới đang bắt đầu. Mùa xuân ghi dấu ấn về một hành trình mới, hành trình của một thành phố cà phê của thế giới, là thủ phủ trung tâm vùng Tây Nguyên, vừa chính thức được định hình trong quy hoạch. Xuân trên thành phố cà phê như thế nào? Du xuân ở thành phố cà phê có gì?
Và ngay sau đây là ghi nhận của 24 giờ cùng DRT. Cũng như mọi năm, Buôn Ma Thuột đón xuân 2024 với rộn ràng sắc hoa, phố phường khang trang với điểm nhấn tại khu vực trung tâm ngã 6 Buôn Ma Thuột, công viên quảng trường v.v. Nổi bật với linh vật rồng vàng 2024, biểu tượng cho niềm tin khát vọng về một năm mới bình an, thắng lợi và bứt phá. Và mỗi người dân du khách có dịp đến với Buôn Ma Thuột có thể check in và lưu giữ dấu ấn về mùa xuân Buôn Ma Thuột. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các cái đơn vị nhà thầu là đẩy nhanh cái tiến độ để thi công, đặc biệt là phục vụ cho cái dịp Tết Nguyên Đán. Và sau khi dịp Tết Nguyên Đán thì tiếp tục là sẽ triển khai ở các cái công trình mà đang còn dở dang và các cái công viên hoa viên sẽ được triển khai. Và sát Tết thì chúng tôi đã có chỉ đạo cho các cái cơ quan đơn vị là cũng dọn dẹp vệ sinh để chuẩn bị cho đón Tết và cái hỗ trợ cho người dân trong cái việc đảm bảo kinh doanh trên địa bàn thành phố. Thế thì chúng tôi thấy là trong quá trình thực hiện thì nó cũng có những cái bất tiện nhất định. Nhưng mà tuy nhiên thì đến nay và đến tới giờ phút này thì cơ bản các cái công trình cũng đã được dọn dẹp và để đảm bảo cho cái việc là vui xuân đón Tết của người dân trên địa bàn thành phố. Xuân về trên thành phố cà phê cũng đúng vào thời điểm đẹp nhất của đất trời nơi đây, khi không khí vẫn còn chút se lạnh vào sáng sớm, cao nguyên dịu dàng và tĩnh lặng. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vườn hoa cà phê nở trắng khắp vùng, hay khi những bông hoa bơ lan đỏ thắm cả đất trời. Người Buôn Ma Thuột được biết đến là hiền hòa, mến khách, đã và đang luôn sẵn sàng chào đón du khách xa gần với những dự án trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn và những dịch vụ chuyên nghiệp. Khí hậu Tây Nguyên Buôn Thuột rất là tốt và công ty cũng đang hướng tới cái tour là cái tour nghỉ dưỡng cho người già. Tại vì so với khí hậu của năm tỉnh Tây Nguyên thì Đắk Lắk nó vừa, nó không lạnh, nó không nóng và cây xanh rất là nhiều. Hòa cùng không khí đất trời vào xuân, Buôn Ma Thuột bước vào năm 2024 với một diện mạo mới. Đại lộ Võ Nguyên Giáp nối hai đầu thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành một trong những con đường đẹp nhất. Cùng với những dự án mới, một điểm nhấn của Buôn Ma Thuột xuân 2024 phải kể đến là các tuyến phố trung tâm cũng vừa được nâng cấp vỉa hè bằng đá tự nhiên, đảm bảo thông thoáng khang trang để mọi người có thể check-in ở mọi góc nhìn. Để phấn đấu Buôn Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên thì nó có rất nhiều nội dung. Trong đó có một nội dung liên quan đến đầu tư cái hạ tầng giao thông kết nối và cái thứ hai là cái chỉnh trang đô thị. Cái chỉnh trang đô thị ở đây thì ngoài cái việc là cải tạo cái vỉa hè bằng đá và hạ ngầm cái lưới điện để làm sao là hạ ngầm lưới điện để tránh cái việc là cây xanh, cho cây xanh khỏi phải chặt trong quá trình là phát triển. Cái thứ hai nữa là nó tạo một cái mỹ quan đô thị và tạo ra một cái diện mạo đó là hiện đại nhưng mà vẫn xanh và bản sắc của Buôn Ma Thuột. Thì đây là một trong những cái việc mà thực hiện theo cái kết luận 67 của anh chị chúng tôi đang triển khai thực hiện. Buôn Ma Thuột, thành phố cà phê của thế giới đang từng bước xây dựng và hoàn thiện theo hướng thông minh, hiện đại nhưng đậm đà bản sắc với phố trong buôn, buôn trong phố. Vì vậy đến với Buôn Ma Thuột, du khách cũng đừng bỏ lỡ khám phá đời sống văn hóa của các buôn làng truyền thống của đồng bào ED đặc trưng của Buôn Ma Thuột. Thưa quý vị và các bạn, Tết cổ truyền là dịp để cả gia đình quây quần sum họp với những món ăn đậm chất ngày xuân, từ bánh chưng, nem chua, thịt, giò. Tuy nhiên là để có thể tận hưởng trọn vẹn ngày Tết thì mỗi người cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng tốt cùng một hệ tiêu hóa khỏe. Vâng, để giúp quý vị có thêm kiến thức về ăn uống lành mạnh, an toàn những ngày Tết, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh có những lưu ý ngay sau đây. Trong các cái dịp mà lễ Tết thì tỷ lệ cái người mà bị các cái bệnh về đường tiêu hóa thì sẽ tăng lên rất là nhiều, do mình ăn thừa các cái chất năng lượng, rồi do ăn nhiều đạm chất béo và các cái món dinh dưỡng khác, và hay phải ăn các cái loại thức ăn mà để lâu nó bị hư là do mình tích trữ lương thực, thực phẩm không đúng cách. Hoặc là các cái thực phẩm mà có chứa các cái chất bảo quản thì nó dễ bị ngộ độc. Không nên ăn quá no hoặc là không có bỏ bữa, dồn bữa và phải đúng giờ, đúng bữa. Không ăn nhiều cái thực phẩm mà chế biến sẵn, thay vào đó là tăng cường các cái thực phẩm tươi, sống, tự nhiên như là rau xanh và trái cây. Hạn chế tối đa rượu, bia, nước ngọt. Thay vào đó là rượu nho, nước uống lên men, nước ép trái cây, và chúng ta cùng nhau bảo vệ và giữ gìn sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình 24 giờ cùng DRT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình ngày mai.